Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 29 tháng 7 của Dosavina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất thành công chuyến hàng thứ hai thuộc dự án Java 9 và 10 đến xứ sở vạn đảo Indonesia. Giới thiệu cải tiến chế tạo dụng cụ độ đa năng của tổ Revolution nhà máy MS. MS hoàn thành 87% dự án Vân Phong 1 Roller Steel Structure sau 8 tháng xuất hàng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, sau gần nửa năm bắt tay vào sản xuất dự án Java 9 và 10, đội ngũ công nhân viên nhà máy MHS đã xuất đi thành công hai chuyến hàng nặng gần 2.000 tấn thiết bị đến nhà máy nhiệt điện Java 9 và 10, Indonesia. Dự án Java 9 và 10 được ký kết với DHI vào tháng 12 năm 2020 nhằm cung ứng hơn 36.000 tấn thiết bị phi áp lực, gồm kết cấu lò hơi, ống dẫn, cột đỡ, hệ thống chứa than, hệ thống khử lưu huỳnh và một vài thiết bị khác là kết cấu chính cho nhà máy nhiệt điện được lắp đặt tại nhà máy nhiệt điện Java đặt tại tỉnh Batam, Indonesia. Được nhà máy MHS sản xuất vào đầu tháng 2 năm 2021, đến nay, dự án Java 9 và 10 đã hoàn thành 27% và đã bàn giao thành công hai chuyến hàng nặng gần 2.000 tấn. Trong chuyến xuất hàng thứ hai diễn ra vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, 393 tấn gồm các beam, hashpipe, casepipe, post, hanger và foot handrail thuộc Unit 1 Tier 1. Trong đó, thiết bị lớn nhất là beam, dài 18,9 mét, cao 1,1 mét, rộng 0,5 mét và nặng 8 tấn. Sau khi hoàn thành lắp đặt, chúng có nhiệm vụ nâng kết cấu thép cho nhà máy nhiệt điện. Hiện tại, nhân viên nhà máy MHS đang phối hợp với các nhà thầu phụ sản xuất các thiết bị cho Unit 1 Tier 3 và Unit 2 Tier 1. Dự kiến chuyến xuất hàng tiếp theo sẽ diễn ra trong tháng 8 tới. Nhà máy nhiệt điện Java 9 và 10 bao gồm hai tổ máy có công suất 2.000 MW do BT Utanama Karya và Doosan Heavy Industry and Construction làm tổng thầu EPC, có tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ USD. Dự kiến nhà máy Java 9 sẽ được vận hành vào quý 4 năm 2023, còn Java 10 sẽ đi vào hoạt động trong quý 1 năm 2024. Thưa các bạn, ngoài việc đẩy mạnh sản xuất và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì các nhà máy bộ phận của Dosavina đã không ngừng nâng cao tinh thần sáng tạo, cải tiến giúp tăng năng suất sản xuất. Sau đây, mời các bạn đến với cải tiến chế tạo dụng cụ độ đa năng của tổ Pre-Production nhà máy MHS. Tại nhà máy MHS, xuất phát từ thực tế khi sản xuất nhiều dự án cùng một lúc nên khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, có việc phải sử dụng máy đột để gia công các hạng mục nhỏ như hashbeam, play, v.v. Nhưng máy đột chỉ sử dụng cho một vài loại sản phẩm cũng như vật liệu nhất định. Trong khi đó, các chi tiết nhỏ như đột lỗ tròn, lỗ có biến dạng oval, khoan lỗ trên các loại thép hình, hashbeam, C-chain, v.v. cho các dự án lại rất nhiều. Vì vậy, không thể đáp ứng kịp tiến độ sản xuất. Trước tình hình đó, các thành viên tổ Pre-Production nhà máy MHS đã nghiên cứu và cải tiến thành công máy đột mới với 6 chức năng, có thể gia công được 6 loại biến dạng trên nhiều loại vật liệu khác nhau. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với tất cả mọi người về một cái cây sinh của đội mình. 6 tháng đầu năm, năm 2020 thì do khối lượng công việc của xưởng MHS rất là nhiều, cho nên đội chúng mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình gia công các cái chi tiết nhỏ. Đội mình đã tiến hành thiết kế và chế tạo ra một cái máy đột đa năng. Thì cái máy đột này nó có 6 cái chức năng: đột hot beam pallet, đột rãnh than, các ngòm mắt gồ, các ngòm pallet. Thì trong quá trình chế tạo thì đội mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau cái tinh thần làm việc nhóm của bên đội mình và trong khoảng thời gian là 3 tháng thì đội mình đã hoàn thành cái máy này và bây giờ đã đưa vào sử dụng. Ở trong quá trình vận hành thì cũng gặp không ít khó khăn và chúng mình lại tiếp tục cải tiến và cho đến thời điểm hiện tại thì máy đã vận hành ổn định
và đã tăng năng suất sản xuất lên rất là nhiều. Và đây cũng là một trong những cải tiến tiêu biểu đại diện Doosan Vina tham gia tranh tài cùng các đơn vị doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh tại hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021. Liên tiếp những thông tin mới nhất về hoạt động sản xuất kinh doanh mà chúng tôi muốn cập nhật đến quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay là chuyến xuất hàng nặng 274 tấn kết cấu thép của dự án Vân Phong 1 Boiler Step Structure vừa được xuất đi thành công vào ngày 25 tháng 7 vừa qua. Tại cảng chuyên dụng Doosan Vina trong những ngày gần đây, các bạn dễ dàng nhìn thấy những con tàu liên tiếp nối đuôi nhau vận chuyển hàng nghìn tấn sản phẩm, thiết bị Made in Việt Nam ra khơi để đến với các công trường của nhà máy khu công nghiệp. Đây được xem là một trong những tín hiệu đáng mừng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Doosan Vina trong bối cảnh cả nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19. Trong chuyến xuất hàng thứ 8 thuộc dự án Vân Phong 1 Boiler Steel Structure được xuất đi vào ngày 25 tháng 7, gồm 61 kiện hàng, nặng gần 274 tấn thiết bị là các thành phần kết cấu chính và dòng phụ trợ nâng đỡ cho nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Dự kiến chuyến xuất hàng tiếp theo nặng hơn 250 tấn thiết bị của hạng mục Top Gear thuộc Unit 1 sẽ diễn ra vào ngày 3 và ngày 11 tháng 8 tới. Sau gần một năm sản xuất, đến nay, nhà máy MHS đã hoàn thành 87% tiến độ dự án với 5.458 tấn thiết bị được bàn giao cho khách hàng. Dự án Vân Phong 1 Boiler Steel Structure được ký kết với khách hàng IHI Nhật Bản vào ngày 28 tháng 4 năm 2020 liên quan đến việc cung ứng gần 9.000 tấn kết cấu thép, gồm kết cấu chính, dầm phụ trợ, kết cấu đường ray giãn động cho hệ thống cẩu và kết cấu giãn động cho hệ thống thang máy của nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 đặt tại tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Doosan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website youtube.com với từ khóa Doosan Vina DVTV V12N55. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Doosan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Doosan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.